Ê, đi nào mọi người ơi, hôm nay là thằng em nó lên, nó lấy chiếc xe về. Nó khùng lắm mọi người ơi, nó chạy 6 tiếng lên đây xong kêu nó ở lại để đi ăn này kia nọ không chịu. Chạy 6 tiếng. Hồi tối hả? Chạy tối hả? Rồi giờ lên 2 giờ sáng, rồi giờ mấy giờ rồi? 8 giờ hả? Lên lấy xe rồi về liền à, không chịu đi ăn đi uống gì hết á. Rồi hôm nay là ngày chồng nói lời chia tay với chiếc xe. Chiếc xe kỷ niệm. Ổng cũng buồn lắm á chứ, nhưng mà đưa em chạy. Nhưng mà sau này nó có bán thì kêu bán lại. Giờ thì tặng mà sau này thì bán lại. Cái này gọi là toy car của ảnh đó mọi người. Toy car có nghĩa là xe mà xe đồ chơi của ảnh á. Ảnh muốn dọc muốn phá muốn gì cũng dễ hết á. Giống như ước mơ của ảnh là sẽ độ chiếc xe lên cho nó đẹp. Xe này độ lên rất là đẹp á mọi người. Nhưng mà tại không có tiền mua đồ phụ tùng để độ. Ây da. Ê. Buồn không? This is the car I have the longest. 6 năm. 6 năm hả? No, 2014. 7 năm. 7 năm. Con! Stop! Có muốn chụp hình không? Em chụp cho. Ok, được rồi. Hồi bữa cũng vậy đó mọi người. Nó chạy lên nó tới đây là 12 giờ mấy khuya. Xong nó ngủ sáng sớm thức dậy. Nó lại nó sửa xe 45 phút nó chạy về lại. Giống như sức là sức trâu hay gì á mọi người. Nó không biết mệt. Rồi nó chạy hồi khuya tới giờ lên xong lấy xe rồi về liền. Không chịu lại tí nào hết. Nó đây là thằng em Út. Đây là em Út của nó nha mọi người. Là em Út. So what are you gonna do with the car? Huh? What are you gonna do with the car? Drive it to work. Don't you have your own car? Don't you have your, but you have your own car, all right? Yeah. Okay, you can drive for now, but when you sell back to me, okay. I'll buy it back. He's getting something? Yeah. Ow. Đây là một buổi sáng. Hôm nay lại tiếp tục dọn nhà mọi người ơi. Hay. Xe này là xe cũ nhưng mà ai cũng thích á, ngộ quá ha. Giống như thằng em nó thích vô cùng, nó có xe riêng á nhưng mà nó cũng không thích. Nó muốn chạy xe này à, ngộ ghê luôn. Không hiểu xe này có gì đặc điểm gì ta. Nhưng mà thật sự cái ghế của nó ngồi rất là dễ chịu nha mọi người. Thiệt đó, Hailey lại thích ngồi trên cái ghế của chiếc xe cũ này hơn là xe mới của Hailey. Xe mới của Hailey cái ghế ngồi nó không có comfortable. Nghĩa là ngồi không có dễ chịu. Xe này ngồi cái ghế nó mới là dễ chịu. Pop the hatch. Dude, oh, this shit, man, I don't have USB. No, it's old. It's classic.
sẽ đem mấy cái phụ tùng ra sửa, mấy cái phụ tùng để độ, nhưng mà ổng không có thời gian độ xe lên. Chết cha, nãy giờ không có quay. Really? Hơ hơ. Okay, start all over. Dạ. Bữa nay nắng nóng quá, mọi người thấy liền ngồi đây mà nó nóng hỏi, nóng thật luôn. Hey David, are you excited to have a baby girl? Yeah. Huh? Okay. Oh, you don't girl care? Boy, don't no, I mean like, excited to have a baby in general. Rồi đi đi, xong rồi. Xong rồi. Okay. Later, man. Bye bye. Drive safe. Just don't use it. Gas station. Huh? Gas station. There's one, go out this way, make a left. There's 7-Eleven in Calero. Yeah? Oh, yeah. Hey, get $100 and for the car, and then I'll give you free gas. How much I owe you for the car? I'm wired. No, that's fine, man. Just don't sell it, okay? Give it back to me. Alright. Bye bye. Bye. Nhưng mà at least anh biết nó còn around mà. Yeah. Giống như at least giống như là giống như. It's nice when someone else when it drives away. I never see it dripping away. Cause I always drive it, you know. Giống như anh nghĩ giống như là anh cho nó mượn nhé. Yeah. Định zoom vô cái nó đi mất tiêu. Ok. Đây nè mọi người ơi, nhà Hailey là đang trong thời gian dọn nhà cho nên đồ nó như vậy nè. Nhưng mà thấy lì lo nhất là cái bếp á, không biết chừng nữa dọn sao luôn. Hả bé? Oh, is your friend picking up the orange decors? See you inside, come on. No one reply anything, bé. I thought they wanted it. Yeah, but you know how people, it's like, oh, I want it, and then after that, it's like, think about it, and I don't want it. That kind of thing. Yeah. Oh, hôm nay thấy lì ra quay cái giường sau hè. Còn mấy tầng nó đi rồi cho nên thấy mấy cái cây này chẳng lẽ bỏ tao ổn quá. Đó, công sức của mẹ. Cái giường nho nhỏ thôi mọi người, rau gấp cá, con này con kia. Rau gấp cá tốt ghê luôn ha mọi người ha. Cần tay nè mọi người, thấy đang thích ăn, ăn nó thơm gì đâu, rau nhúng gì gâu gì nè, gâu thơm. Có chút xíu gạo thôi nha mọi người. Hồi xưa thì nhiều cây lắm, cây cà chua, cây này cây kia, cây sả. Đó, cây cà, gạo salad. Giờ sắp đi á cho nên mẹ hay lì không có trồng nhiều nữa. Nhưng mà bấy nhiêu gì cũng đủ rồi. Đó thì đây căn vườn nho nhỏ của Hải Lì. Căn vườn nho nhỏ nhưng mà cái xăng này nó không có nhỏ mọi người, xăng rất là bự luôn á. The punch bag anh bán chưa? Bán rẻ đi, bán đóng nhiều đó, 2-3 đồng, 5-6 đồng vậy đó. Mỗi lần dọn nhà mọi người buồn nhất là bán đồ rẻ thúi luôn, rẻ mà rẻ thúi luôn mọi người. Coi như là giống như là 95% off vậy. Cái này rau gì vậy ta? Rau gì mà mẹ qua trồng riêng trong đây nhìn ngộ quá vậy.
Làm nguyên cái chuồng riêng cho nó. Nó sẵn có cái ly nè. Chỗ cái cây này á bực lắm mọi người, nó rụng lá quá trời luôn. Nhà nào mẹ Hải Ly cũng hả quét dọn hết trơn. Hồi xưa mẹ Hải Ly là ngày nào cũng quét nguyên cái xăng vậy nè. Nó quét rồi để như một đống bao gác vậy nè. Nhưng mà bây giờ sắp dọn đi á, cho nên chồng Hải Ly nói người chủ nhà nó không có cần quét dọn đâu, tại họ sẽ mướn người tới dọn giùm mình á. Cho nên mình không có cần lo về cái phần này. Cái này là cái máy mà nhà nào cũng phải có máy này nè mọi người. Máy này là máy lạnh với lại máy nóng á. Máy lạnh máy nóng á. Ok. Mom? Yeah? Close your eyes. Close my eyes? Yeah. Okay, what is it? Oh my god. Thank you, baby. Thank you so much. I love you. Thank you. Coffee. Yeah, coffee. Hồi nãy muốn xong muốn lại. Chợ Bruce Lee nha trời, đừng có giỡn nha. Bruce Lee á. Mommy dropped the phone. Ôi, Bruce Lee của tôi trời. Quá dữ. Trời ơi. Wow. Bye. Mệt chưa? What you doing? I spilled it. Mommy? Hamburger. I'm gonna go to your room, okay, Mom? Okay. Con ăn đi chút clean up sao? Ngồi ăn đi một chút mình clean up after.
Nãy giờ đợi daddy với ngoại đi chợ lâu quá. Chịu không nổi gọi daddy cho daddy mua đông lạnh về cho ăn. Bây giờ mà muốn ăn gì là cứ gọi điện thoại cho daddy mua đem về à. Hồi xưa hồi nhỏ đâu biết đâu, giờ biết rồi ăn gì kêu daddy à. Cái này rainbow rồi đông lạnh nè ông bà cô chú. Sprinkle đúng không? Khoái ngọt lắm Tàn ơi, giống ba nữa. Thích là ngọt. Ăn một cái miệng thấy ngon luôn á. Nhìn cái miệng kìa. Ngon. Trời ơi trời. What is that? Got you. Thêm cái nữa không bà cô chú ơi, nhìn nó ăn ghê quá trời, nó ngọt rồi trời ơi. Thấy ăn ngọt là không có tốt không bà cô chú ơi, nhưng mà con nó ngon quá, mình không có thể là cản nó nổi. Nhưng mà đựng cái nó không có uống nước ngọt nữa, nó uống nước ngọt nữa không biết làm sao luôn á, cho nên nó cũng thăng bằng chút, nó ban lên sang chút. Nó không uống nước ngọt nhưng mà nó lại ăn ngọt. Chứ nó mà ăn ngọt uống nước ngọt chắc tiêu quá. Thôi nhìn nó ăn rồi. Một mình mà ăn hai cái luôn hả con? Trời mà cái đó nó bự cái mặt, nó đưa lên cái mặt con coi coi. Đưa lên mặt coi, cái đó bự cái mặt con không? Nó đưa cái bánh lên cái mặt con á coi nó bự không? Is it bigger than your face? Put it next to your face. Yeah. Dơ hả? Thì con ăn đi dơ là lau cúp rửa tay luôn. Cầm miếng chung cái tay luôn. Đếm đi. Quá tàn quá đắt rồi, ăn quá ăn ngọt rồi. Đó, ông bà cô chú ơi, ăn donut xong xay quắn này nè, dã man không? Quá trời ăn đồ ngọt anh ơi. Rồi con ăn đi, con mở đi, con mở được không? Con xé ra. Con slide out like this. No, it's not coming. Vậy hả? Em ơi mở cho. Xé luôn nha. Yeah. Đây nè. Con tháo này có được không con tháo? Ok, you record me. She ate the sprinkle one and half with glaze. Jesus, Lexi. Kìa, anh mở ra giúp nó nha. Oh, you need a knife or something for this. Oh, never mind. The kitty wanted to. Cái này là cục chót lịch thấy thì hả, thích ăn từ nhỏ đến lớn luôn á mọi người. Thích ăn từ nhỏ đến lớn. Nhớ cái này hồi xưa ba thì đi chợ mua cái này ăn. Giờ thì nhớ, nhìn thì nhớ không quá. Giờ chỉ biết nhìn là kỷ niệm thôi. Người thì đã đi mất tiêu. Ăn con.
Back one more time. Nó đông mà có chữ C inside. Con để đây em đó, để em đó, nó còn để em đó. Trong nó có cái chú xong mà có chú và trong đó nó có cái hộp hạt nhân. Để em con mà con chú không thấy. Đó, trong nó có hộp nhân nữa. Bỏ nguyên cục nhọn luôn. Mấy nay không có dọn nhà được ông bà cô chú ơi. Tại vì thấy lì quá trời đuối rồi. Người thấy lì đam lắm á. Hồi sáng muốn ói nữa. Bị chảy nguyên ngày nữa. Cho nên ngồi đây không muốn làm gì được hết. Đây nè mọi người ơi, đây là cái ghế của Hailey, không có đâm, không có xài mọi người. Hailey chỉ lái ra ngoài xăng một vòng, nửa vòng luôn rồi, chứ không một vòng nữa rồi cái Hailey dẹp luôn tới giờ. Đó, đây là cái ghế của Hailey đó, nó có đủ chức năng hết nha mọi người, nhìn nè, có thể nằm ra như vậy nhá. Nếu như mệt mỏi có thể nằm ra như vậy. Đó, họ customize riêng cho Hailey, họ đo kích thước này kia nọ đó, cho nên nó rất là mắc đó mọi người, nó tới 20-30 ngàn đó mọi người. Đó. Chỉ có nhiêu thôi phải không anh? Hay là còn gì nữa không? Is that all the function? The leg. Ừ, cái chân có thể đưa lên hả? Ừ, cái chân, cái back, cái whole chair. Wow. Wow, đưa lên luôn vậy hả? Yeah. Hailey không có xài mọi người ơi. Cho nên nếu như ai muốn thì nhắn tin Hailey nha. Mới cáo luôn á mọi người. Mới toanh luôn á, không có đi đâu hết á. Tại vì Hailey không có lái được, là bởi vì cái tay Hailey không có cảm giác á. Cho nên mình lái là mình cần phải cất, mình cần phải cầm cái cây đó đó, cái cần này nè, để mà mình điều khiển. Nhưng mà Hailey cái tay không có cảm giác nên không có điều khiển nó được, rồi phải lo nhìn nó đó. Rồi con mắt Hailey không có nhìn lên để lái được. Cho nên nó không có điều khiển để xài.